Sáng qua mùng 2 tháng 7, hơn 30.000 mét khối đất đá đã sạt xuống, vùi lấp quốc lộ 4D đoạn qua bản Sim Trải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Vụ sạt lở đã cắt đứt tuyến đường huyết mạch từ thị xã Lai Châu đến các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên và đến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay sau khi đất đá sạt xuống, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều những loại máy có công suất lớn, kết hợp vừa xúc vừa ủi để san đất thông tuyến đường này. Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở rất lớn nên công tác thông tuyến phải thực hiện cả đêm. Để ngày 3 tháng 7 có đường tạm và bố trí xe tăng bo ở hai đầu cầu vận chuyển hành khách, dự tính phải sau 3 ngày mới có thể thông tuyến đường này. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao tại sân bay Cam Ranh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam đầu tư đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh theo hình thức đối tác công tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phương án đầu tư mới đường cất hạ cánh số 2 để không phải đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong 8 tháng. Dự kiến kinh phí để thực hiện đầu tư đường cất hạ cánh số 2 tại thời điểm năm 2013 khoảng 1.300 tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn nên không thể sử dụng nguồn đầu tư phát triển từ vốn cân đối ngân sách hàng năm để xây dựng. Tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan để huy động nguồn vốn tự đầu tư. Năm 2013, lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến là 1,2 đến 1,3 triệu người. Sáng hôm nay ngày 3 tháng 7, hơn 300.000 thí sinh và người nhà đăng ký dự thi đại học đợt 1 bắt đầu đến các địa điểm thi để làm thủ tục thi. Do thời gian làm thủ tục dự thi trùng với giờ cao điểm buổi sáng nên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Thái Hà, Chùa Bộc, mật độ tham gia giao thông rất lớn, việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, trên các tuyến đường dẫn đến các trường đại học, do lượng thí sinh và người nhà tập trung đông nên đã gây ra ách tắc giao thông cục bộ. Sau khi xảy ra vụ việc một nhóm vệ sĩ sử dụng xe phân khối lớn có hành vi gây mất trật tự khi hộ tống Nick Vujicic trong thời gian đến thăm Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, đại diện các cơ quan chức năng đã yêu cầu khẩn trương kiểm tra xác minh sự việc này. Hôm nay ngày 2 tháng 7, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra vụ nhóm vệ sĩ dẫn đường đón Nick Vujicic gần đây. Phòng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra lập biên bản xử phạt tiền 4 xe máy và một xe ô tô mang biển kiểm soát 51A10422 với các lỗi vi phạm như đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông, không mang theo đăng ký xe, không giấy phép lái xe, gắn biển số không đúng quy định. Riêng hai xe máy mang biển kiểm soát 53A80012, 53A90107 đang chờ kết quả giám định để xử lý. Thông qua vụ việc này, Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra điều kiện an ninh trật tự về kinh doanh dịch vụ bảo vệ để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.